Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 25 tháng 10 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, trên biển hiện bão di chuyển theo hướng Tây đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão. Hiện bão di chuyển theo hướng Tây đi vào biển Đông, tiếp tục mạnh thêm và hướng vào đất liền các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Trên đất liền tại Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, cùng với đó là ở phía Bắc, quá trình tăng cường trở lại của khối không khí lạnh trên cao, các nhiễu động lại liên tục lấn vào. Vì thế, từ Nghệ An xuống đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi cao hơn. Do có mưa nhiều trở lại nên nguy cơ xuất hiện lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế là rất cao, nên người dân khu vực này cần hết sức lưu ý. Cũng do có mưa nên nền nhiệt ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân chỉ dao động từ 24 đến 27 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ tại khu vực này cũng có xu hướng giảm nhẹ, với cao nhất ở ngưỡng 27 đến 30 độ. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn nên mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ quay trở lại. Dự báo chiều tối nay trên cả hai khu vực sẽ có mưa dông diện rải rác. Ban ngày khu vực Tây Nguyên trời nắng ráo, còn tại Nam Bộ có nắng mưa gián đoạn với mức độ nhiệt cao nhất trong khoảng từ 27 đến 30 độ tại vùng cao nguyên và từ 29 đến 31 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trở ra Bắc Bộ, dự báo trong ngày mai khu vực đồng bằng và ven biển như là thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Ninh tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây hơn và có mưa. Nhiệt độ toàn vùng có xu hướng giảm nhẹ, phổ biến ở mức từ 24 đến 27 độ. Riêng các tỉnh Lai Châu và Điện Biên, trời vẫn có nắng từ sáng và nhiệt độ cao hơn, dao động từ 28 đến 30 độ. Thưa bà con, Hà Nội là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn với hơn 36,5 triệu con gia cầm, 1,3 triệu con lợn, 158.267 con trâu, bò. Đáng lưu ý là thời tiết chuyển mùa đông làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Theo đó, khuyến cáo các địa phương cần đẩy mạnh tiêm phòng các loại vaccine đạt tỷ lệ từ 80% tổng đàn trở lên để tạo miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Cùng với đó là thực hiện tổng tẩy uế môi trường, giảm sự lây nhiễm mầm bệnh ở các cơ sở chăn nuôi. Tăng cường kiểm tra các bãi rác, kênh mương, kịp thời xử lý xác gia súc, gia cầm chết trôi nổi, không rõ nguồn gốc, kịp thời phát hiện dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để có biện pháp ngăn chặn, lấy mẫu làm các xét nghiệm để dự tính, dự báo dịch bệnh, nhất là các cơ sở chăn nuôi lớn, vùng chăn nuôi tập trung. Đồng thời, các địa phương cần chỉ đạo các xã tăng cường giám sát các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, giết mổ, bán gia súc, gia cầm mắc bệnh, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con áp dụng tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không để dịch bệnh xảy ra. Duy trì 6 chốt kiểm dịch động vật liên ngành của thành phố để kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn thành phố, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật bất hợp pháp vào thành phố. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi thấp hơn, cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác ở khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển, đêm và sáng trời rét nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.